Mình đổ thừa cái này cái kia cho ngoại cảnh, nhưng quay trở lại tự thân, vẫn phải xét cái bệnh nào mà nó khó chữa như vậy trong cái đời sống tinh thần của chúng ta. Sư nói bệnh trầm kha là cái bệnh tinh thần, chứ không phải sư nói là bệnh gan, bệnh bao tử, thậm chí là ung thư đi chăng nữa đó, thì có nhân ắt có quả. Ngày nào mãn phần số thì phải xả báo thân mà ra đi. Chứ Đức Phật không có ra đời để cho bà này đang ung thư mà hết. Gieo nhân thì phải hái quả. Đó, Phật là nhi bất năng, tức diệt định nghiệp. Đức Phật không có diệt nghiệp cho chúng sanh mà. Sư từng giảng tam năng, tam bất năng tại chùa Bửu Quang. Thì một trong cái không thể làm của Đức Phật đó là không có diệt nghiệp cho chúng sinh. Vì vậy, chúng ta cầu nguyện, chúng ta mong hết bệnh tật, chúng ta phải lễ lại sám hối, chúng ta phải là hóa giải các nghiệp chướng từ vô lượng kiếp, làm các việc lầm. Việc nhỏ nhất cũng làm, việc xấu ác nhỏ nhất cũng không làm. Mình phải hóa giải, chứ không phải là chứng nào tật đấy mà lại Phật, mà Phật lại ban cho. Cái chuyện đó là mê tín dị đoan, và Phật như ông thần, như là cái một cái vị ban phước giáng họa hay sao, mà chúng ta mang những căn bệnh trầm kha vô đây, rồi chúng ta lại, chúng ta xin đủ thứ hết. Cái điều đó không thể được. Thì bây giờ sư nói cái bệnh trầm kha là bệnh gì? Cũng nhiều thứ lắm. Mình cũng phân tích ra để xem cả mình mắc cái bệnh nào. Một á, có con người mang bệnh trầm kha là khi bắt đầu, hồi xưa chưa biết Phật Pháp thì thôi. Bây giờ biết Phật Pháp thì nghe giảng nè, rồi nghe băng đĩa, xem kinh sách. Thì có những người á, nghe tới đâu á, thì biết tới đó, rồi về quê quên hết. Thôi Nam Mô A Di Đà Phật cho nó khỏe, nó không nhớ gì hết. Thì cái đó cũng đành chịu rồi, vì cái khả năng của người ta chỉ tới đó thôi. Nhưng mà Nam Mô A Di Đà Phật thì giữ giới làm lành là vẫn là tốt. Nhưng có người là tiếp thu được nhiều thứ, có cái biết, cái không biết, nhưng mà luôn luôn tìm tòi và thích đi vào những cái vấn đề cao siêu để thỏa mãn óc hiếu kỳ, xa thực tế đời sống, thích luận bàn những việc viễn vông không tưởng, chứ còn cái việc hạnh phúc trong gia đình hay cho bản thân mình thì không nghĩ. Thường người ta gặp mình, người ta phải nói ông siêu lắm á, nghe gì ông cũng biết hết á, là mình cảm thấy có thể ngày đó không ăn vì vui. Ai mà khen mình siêu quá là mình thích, mặc dù những điều mình luận bàn nó là những điều viễn vông không tưởng, thậm chí bản thân mình chẳng đem lại an vui hạnh phúc cho mình, cho vợ con. Đó, thấy ông lúc nào ông chồng sách đeo cái kiến thiệt dày, cũng ngồi cũng đọc. Mà buông cuốn sách xuống, bà vợ nói, ông ơi đi ăn cơm đi ông, là bắt đầu giảng cho bà một bài. Bà biết gì mà bà nói, bà chỉ ăn với ngủ, đời tôi là sống với lý bát nhã, bà có biết không? Đó, thì bắt đầu nói những chuyện cao siêu. Có biết đâu ở trong bụng bà vợ nói cái gì, bát nhã gì không biết, chứ cơm ngày ba bữa tôi cũng lo hết trơn. Đó, nhiều ông chồng sao rồi thực tế vậy đó. Mà bà vợ bà đâu có thèm nói ra. Bà biết nói ra thì là lời qua tiếng lại, cho nên thôi ông cứ sống với bát nhã của ông đi. Còn cơm ngày ba bữa, áo quần mặc, học hành của con đó, của gia đình tôi phải lo. Ta im lặng chấp nhận thế thôi. Đó là một căn bệnh trầm kha của có con người thích đi vào những chuyện cao siêu, thích người ta ca ngợi mình là người trí thức, mà không bao giờ nghĩ đến những vấn đề thực tế của gia đình. Cái căn bệnh trầm kha này làm cho con người ta sống trong cái hí luận. Mà ngày xưa Đức Phật từng dạy các đệ tử là các con đừng có sống trong hí luận. Những phiếm luận, những cái chuyện luận bàn phù phiếm vô ích, không có đem đến đời sống đạo đức tiến bộ. Mặc dù là cũng là gọi là chuyện Phật Pháp, nhưng mà chúng ta thấy rằng chuyện chúng ta bàn nó đã đi quá xa với đời sống tu tập thực tế của mỗi một cá nhân. Vì vậy cái số người chứng đạo thì không có, giống như là một cái gợn mây trong một cái bầu trời giáo pháp như vậy. Người chứng đạo có khi những sợi mây ít lắm đó. Nhưng mà cái người mà mang cái bệnh mà thuyết bất năng hành, tức là nói nhiều hơn làm, thì lại quá nhiều. Cho nên cổ đức dạy chúng ta, đời sống người con Phật phải tri hành hợp nhất,
trí đức tương ưng. Đó, nói biết phải hành. Niệm Phật ở Bú Quang, về cũng niệm Phật. Biết giới pháp, giới luật của người cư sĩ tại gia, thuộc lòng. Biết tam quy là gì, ngũ giới là gì, biết bát tám giới của ngày bát quan trai, biết thập giới, biết thậm chí là thọ Bồ Tát giới. Nhưng mà rồi vấn đề là phải hành, để tri hành hợp nhất, trí đức mới tương ưng. Cho nên nếu chúng ta không có liễu tri cái căn bệnh trầm kha, thích nói chuyện viễn vông và thích người ta ca ngợi, mình là người trí thức, là người hiểu biết, cái gì cũng biết đó, và quên đi những giáo lý căn bản, lúc nào cũng thích bàn vô ngã đó, bất nhị, tánh không, hoa nghiêm, duy thức, vân vân, rồi say sưa bàn các lý lẽ thập cao, có không? Các vị nói dạ không, đây tụi con lo niệm Phật không à? À, nhưng mà mình biết chút đỉnh, mình cũng thích bàn lý lẽ thấp cao. Mình không bàn chuyện cao siêu thì mình bàn chuyện vừa vừa. Mà mình quên Đức Phật dạy là muốn về an dưỡng mà ngươi nghĩ, đừng đối ta bà luận có không. Có phải vậy không? À, đúng rồi. Cho nên con không bàn chuyện cao siêu thì con bàn cái chuyện vừa vừa. Bàn tới bàn lui, quên đi cái giáo lý căn bản của người Phật tử, đó là thọ trì tam quy ngũ giới, tập ăn chay, rồi tập trường chay, niệm Phật. Cuộc đời không bao giờ sát sinh. Và từ cái chuyện ăn chay ngày, ăn chay kỳ đó, rồi tiến tới trường chay, thì không còn vay một cái gì gọi là thân mạng của chúng sanh trong cái bữa ăn của mình hết. Vay có nhiều cách vay, cho nên các vị phóng sanh để mà hóa giải. Nhưng có cái cách phóng sanh nào bằng cách là đoạn nhất không ăn thịt chúng sanh? Có những cái điều nó hết sức là nó sát với đời sống thực tế nhưng làm không nổi. Có người bây giờ nói chuyện ăn, ngủ là những cái chuyện tầm thường, sơ cơ, những cái chuyện ai nói làm gì. Người ta sống trong tánh không, lý bát nhã thì nói làm gì chuyện ăn chay, ăn mặn. Tức là chúng ta bàn những cái vấn đề đó. Trong khi chúng ta đã quên đi cái bổn phận của người Phật tử của chúng ta, đó là hãy sống trong cái pháp căn bản tam quy, trì giới, bố thí, tụng kinh, sám hối, niệm Phật, sống hiếu, hiểu đạo, trong là các cái phẩm trợ đạo, những cái điều mà Đức Phật đã dạy chúng ta. Chính vì ham mê sự hí luận cao thấp mà người tu đó cũng hí luận cao thấp, pháp môn này pháp môn kia, rồi là trường phái này trường phái nọ. Người cư sĩ cũng vậy, tu với thầy này tu với thầy kia, pháp này pháp nọ. Cuối cùng mình quên rằng người Phật tử cư sĩ tại gia phải làm gì đó. Chúng ta đừng quên 49 năm thuyết pháp của Đức Phật, Ngài không có bàn đến những vấn đề để cho con người phải chìm đắm trong trầm tư mặc tưởng các triết lý cao thấp. Ngài chỉ thuyết pháp phù hợp với căn tánh của chúng sanh mà thôi. Cho nên Đức Phật nói trong 49 năm thuyết pháp, ta không có nói gì hết. Tại sao lại vậy? Tại sao Ngài nói 49 năm Ngài không có nói lời nào? Là bởi vì cái căn cơ trình độ của mỗi người đến với Ngài thì Ngài dạy. Dạy xong rồi thì là tất cả trả về tánh không. Đừng có chấp cái pháp nào là tuyệt đối. Có những cái pháp nguyên thủy cho hàng thanh văn, thì có pháp đại thừa cho những người muốn tu Bồ Tát hạnh. Bây giờ luận bàn đúng sai làm sao được? Cho nên mình ở trong cái căn cơ, cái trình độ nào thì mình tu trong cái căn cơ, cái trình độ đó. Chứ đừng có luận bàn pháp này tu thiền mới giỏi, niệm Phật mới hay. Mà mình phải biết cái căn cơ mình là cái gì. Tại vì Phật đưa ra pháp môn phương tiện là do căn cơ trình độ của chúng sanh. Mà mình hí luận, mình bàn cao thấp, mình thể hiện cái bản ngã của mình, cuối cùng mình tạo tội và bản thân mình dẫm chân tại chỗ mà thôi. Đó là một cái căn bệnh trầm kha. Sư nói cái điều này vì nhiều khi sư đến một số đạo tràng, không chỉ người sáng mà cả người mù, họ học thuộc một cái câu rất là rắc rối, đặt ra là gây rối cho giảng sư. Mà người mù cũng có cái tánh đó luôn. Mà mình giảng là người ta không có nghe, không có để ý mình trả lời gì hết trơn á. Ta chỉ ráng học thuộc cái câu hỏi rắc rối đó để đi đến cái đạo tràng nào cũng đem cái câu đó ra hỏi cả.
thì chứng tỏ là cái biết của mình. Nhưng mà người giảng sư trả lời thì không cần quan tâm là ông nói gì hết, để đến cái đạo tràng khác hỏi nữa. Và rất là thích thú rằng, chà giỏi quá, trời, hỏi một câu mà bây giờ tôi cũng biết là hỏi cái gì luôn. À, đó là căn bệnh này nè. Căn bệnh thích nói chuyện cao siêu, thích người ta ca ngợi mình mà mình không biết cái mục đích của nó là gì. Các vị nên nhớ điều đó. Cho nên muốn được cái đạo giải thoát giác ngộ thì đừng có nên lơ đễnh. Cái chuyện chánh của mình là thực hành giáo pháp căn bản. Nếu chỉ để tâm suy cứu những giáo lý cao siêu để cho người ta nói mình là quảng bác, à, học rộng biết nhiều nhưng mà không tu tâm sửa tánh thì phiền não tham sân si còn nguyên. Tức là chúng ta đi vào ma đạo, cứ mong cát sẽ nấu thành cơm hay sao? Đó, không bao giờ được. Cho nên lý thuyết suông không làm cho người ta hóa giải được cái sự khổ đau. Đó là cái căn bệnh trầm kha thứ nhất mà sư nói với các vị. Các vị nhớ chưa nào? Người ta đi đến chùa học Phật, à, người ta sẽ có những người mang nhiều căn bệnh khác nhau. Nhưng mà cái người mà chỉ đi vào trong những cái lý thuyết đó, rồi tham sân si thì còn nguyên. Các vị thấy những người đó, huynh đệ, pháp lữ, bạn bè ngại lắm, ngại đến gần. Tại vì đến gần là sẽ nghe thuyết, thuyết mà rồi nó không ăn nhập chuyện ông, chuyện bà, chuyện tôi, cho nên ngại, người ta tránh đi. Mà cái người học nhiều quá mà sao không ai hỏi thì đâm ra bực. Thấy chung quanh thiên hạ ngu hết, có mình ta giỏi rồi, mà sao không ai biết cái giỏi của ta. Thành ra mang cái bệnh nó càng lúc càng nặng thêm. Có người đến với đạo Phật bằng cái lòng mong cầu được ban ơn bố phước. Đó là cái điều chúng ta nhìn rất rõ. Mùa xuân ai cũng là đi đến chùa lễ Phật. Thấy chưa nào? À, để với tất cả những tâm nguyện thành kính, với lòng trong sạch làm mới thân tâm của mình cho một năm mới để con tấn tu. Đó là một cái người con Phật, người Phật tử chân chánh. Nhưng mà cũng vô số, vô biên những con người đến với chùa chiền với những cái tâm cầu mong được ban ân, được cho phước. Cho nên những cái chùa này đến này xin cái này sẽ được nè. À, ví dụ xin chức, quan chức thì ta, quan chức đến nó quá trời. Đó, cái chùa này đến cầu xin được tiền nè, làm ăn nè, thì quá trời người. Cái chùa này để cầu duyên nè, thì nam thanh nữ tú, à, đầy hết. Cái chùa này đến để cầu con nè, thì là các cái bà mà hiếm muộn là đầy nhóc hết. Nghĩa là đầu năm là cái lúc để cầu xin. Cái chuyện đó thì cũng không có gì là sai. Cái chuyện đó cũng không có gì là xấu. Đó, vì cái lòng chân thành của người con Phật có những điều ước nguyện không thành, ta đến để bày tỏ với chư Phật, chư Bồ Tát, chư bá vạn, chư thiên long thần hộ pháp gì đó, để mà nghe cái tiếng khổ mà bố thí cho. Cái điều đó thì cũng không có vấn đề gì. À, nhưng mà cầu nguyện chỉ là một yếu tố mang lại cái sự an ủi trong đời sống tinh thần. Và đôi khi những lời cầu nguyện đó thành hiện thực khi chúng ta đã đầy đủ duyên và phước. Thì cái lời cầu nguyện đó thành hiện thực bởi tâm quá thành. Và người phụ nữ này đã làm rất nhiều việc phước. Và người phụ nữ này không có làm ác. Người phụ nữ này một lòng tôn kính giáo pháp của Như Lai. Đủ cái duyên, đủ cái phước, đủ cái lòng thành. Bao nhiêu năm hiếm muộn, 50 tuổi rồi mà Đức Quan Âm cho đứa con. Cái chuyện đó được chứ. Tại vì lòng thành kính và cái tâm thành đó khiến cho người phụ nữ đó không dám làm cái điều gì ác. Bao nhiêu năm qua con lập gia đình mong một đứa con, mà đã đi qua tuổi thanh xuân rồi, 30 rồi 40, bây giờ 50 rồi, sắp sửa đến cái ngày giờ là không bao giờ sanh đẻ được. Vậy mà vẫn lòng thành kính, làm các điều lành, bố thí, cúng dường, tránh xa điều ác, và lúc nào thành tâm khấn nguyện Quan Thế Âm. Rồi cũng sẽ có một lúc, cái tuổi 50, 51 đó mà lại có một đứa con là người phụ nữ đó từng đến chùa sư. Và đứa bé đó dễ thương như là một cái có tiền con vậy đó. Mình nhìn là mình biết đúng là mình dùng cái từ dân gian là con của bề trên. Mà 50 tuổi mà có. Nó chà bà xin quá nên được. Nhưng mà cái giai đoạn xin đó bà đã làm gì? Bà làm các việc lành.
Không có năm nào mà bà không bố thí, không cúng dường, không năm nào mà bà không có ủng hộ những cái việc mà đem lại lợi lạc chung cho cộng đồng, cho chúng sanh, và hồi hướng là xin một đứa con. Còn nếu bà không làm gì hết mà cái ngày nào cũng đến xin, cũng khó đó. Cho nên sư nói cái sự cầu nguyện nó ứng hiện với cái phước, cái đức, cái lòng thành đã đầy đủ, chứ không phải là sư phản đối cái chuyện cầu nguyện. À, vì vậy cầu nguyện là cái chuyện ở trong tôn giáo nào, dù đạo Phật, đạo Chúa, Tin Lành, Cao Đài, Hòa Hảo, Hồi giáo vân vân, đều có cái nghi thức cầu nguyện. Và cầu mà được, ước mà thấy, nó sẽ đến với những người đệ tử có tâm thành và phải làm tất cả những việc lành để tăng trưởng công đức. Nếu như mà mình hiếm muộn là bởi vì là trong những kiếp sống trước cũng từng phá thai, cũng từng là gây ra những cái điều khó khăn cho những người phụ nữ mang thai, hay là mình đã từng làm những cái công việc làm cho các cái hài nhi không có thể chào đời, mình gây sự khó khăn, mình không tạo duyên cho những người phụ nữ đang mang thai, nhiều cái nhân, hay là mình giết những loài sinh vật từ trong trứng nước, cho nên nó kết lại cái quả báo là mong một đứa con mà không có. Còn có người phá thai hoài, nhiều lần mà vẫn có thai để phá. À, tôi thấy cuộc đời sao nó lạ như thế. Nhưng cái người mà cứ tiếp tục làm cái việc đó là vì họ chưa biết cái quả báo đó thôi. Tiếp tục tạo tội, họ tiếp tục làm những cái mà không sợ cái nhân này sẽ đưa đến những điều đau khổ như thế nào trong tương lai. Cho nên có người đến với đạo Phật bằng lòng cầu mong được ban ân giáng phước. Nếu sợ cầu như ý thì khen Phật với Bồ Tát linh lắm, chùa đó linh lắm. Nếu không được như ý thì chê bai lại chạy đi tìm cầu thần linh khác. Người đệ tử Phật mà giờ đi xuống các cái đền này đền nọ để xin là bởi vì nghe người ta bảo đó linh lắm, trong khi quên mất đi nhân quả nghiệp báo, bán tín bán nghi. Cái bà đó, sao bà đến cái đền đó, cái miếu mộ đó, bà cầu cái gì cũng được hết. Thôi thì chả có nhân quả gì hết, mình cũng phải là đem lễ, đem đến đền, đến miếu đó để mà xin. Lập tức quên đi bao nhiêu bài học về nhân quả. Nhưng mà sư nói rằng cái chuyện cầu nguyện sư không bao giờ phủ nhận. Bản thân sư cũng cầu nguyện với tất cả lòng thành, tất cả sự sám hối ăn năn của mình. Nếu trong quá khứ hay hiện tại mình có làm những cái việc do tập khí của mình, mình vẫn cầu nguyện đây. Nhưng mình biết để cái lời cầu nguyện được thành tựu thì mình vẫn không ngừng làm các cái việc gọi là công đức lành. Còn nếu như mà mình cầu, mình xin mà mình không ngừng làm tạo tác các việc xấu ác thì chúng ta trong giấc ngủ đã bất an rồi, lấy đâu mà thành tựu. Mà nếu có được thành tựu đó là gì? Đó là chó táp phải ruồi, thế thôi. Chứ không thể nào mà chúng ta được ban bố những cái điều mong ước cho những con người bất chánh, cho những con người có lòng tham vô độ. Vì vậy căn bệnh trầm kha là bệnh thể hiện cái biết của mình, học những cái điều để phô trương mình biết tánh không bát nhã mà bản thân không tu tập. Cái bệnh trầm kha thứ hai, đến với nhà Phật để cầu xin bố thí ban ân. Đó, để mong một sự là thần, một cái sự linh thiêng nào đó để thỏa mãn cái điều mong ước của mình mà không lo cố gắng tu tập chuyển hóa nghiệp trước. Trong khi là chúng ta thấy Đức Phật đâu có cho xem bói, xem toán, là bởi vì là con người có thể thay đổi được các nghiệp quả của mình mà. Cái người này đúng là 30 tuổi phải chết mà sao giờ này 60, 70 vẫn còn, là bởi vì trong kiếp sống họ đã hóa giải cái nghiệp chết yểu đó bằng các cái công đức lành, phóng sanh, bố thí, cúng dường và cứu các mạng sống, cứu bệnh, cứu họa, làm các việc lành, cho nên tự nhiên họ chuyển hóa cái mạng sống ngắn ngủi trở nên trường thọ. Cái người này đáng là nghèo mà sao bây giờ khá giả đầy đủ và thậm chí là giàu sang, là bởi vì bỏ cái tâm bọn sẻn tham lam, bỏ cái tâm ích kỷ,
keo rít, đó, bần hàn, mà hướng đến cái tâm cởi mở, bố thí, lấy cái vui của mọi người làm cái vui của mình. Tại sao ngày xưa bà Thanh Đề, bà ở dưới địa ngục, bà ngồi trên là hầm trông đầu đội trọng máu đó, mà Mục Kiền Liên con bà xuống là A-la-hán đưa bát cơm, mà cơm lại biến thành than lửa. Tại vì lúc đó tâm của bà là tâm gì? Tâm ngạ quỷ. Bà là mẹ của Mục Kiền Liên, nhưng tâm của bà là tâm ngạ quỷ. Cho nên ngạ quỷ thì chỉ ăn lửa, ăn than, ăn những cái gọi là gì? Những cái sự cay nghiệt, đau khổ nhất. Chúng ta không bao giờ ăn được thì ngạ quỷ sẽ ăn những thứ đó. Vì vậy cơm chưa đưa đến miệng bà hóa thành than lửa, nuốt mà đặng đâu. Là bởi vì cái tâm bà tâm ngạ quỷ thì cơm phải là than, là lửa. Cho nên chúng ta đừng có nghĩ rằng là chúng ta hãy đem những cái tài sản, những cái vật chất để chúng ta được sự hạnh phúc nếu tâm của chúng ta không phải là tâm lành, tâm thánh thiện. Có cao lương mỹ vị, ăn vô cũng cảm thấy khổ đau mà thôi. Bởi vì cái tâm của chúng ta là tâm chúng sanh mà nó vốn tích lũy bởi các cái nghiệp tham sân si. Cho nên là giường cao chiếu rộng, nhà cao cửa đẹp, món ăn cao lương mỹ vị vẫn làm cho tâm hồn con người sao nó dằn vặt, nó buồn phiền và nó khổ đau. Và người ta nói giàu làm gì, sao khổ vậy nè, sao tôi thấy chị sao tôi ham quá à? Tại tôi thấy chị bình thường, chị cũng có cái gì mà giàu sang, mà tôi thấy chị an lạc. Đó, có những cái người giàu họ đến họ nói với những con người sống giản dị biết tu tập là tôi ước mong cái niềm hạnh phúc đơn sơ của chị mà tôi không có. Và tại sao? Là bởi vì người ta có rất nhiều mà tâm của người ta không có được cái sự bình yên. Đó, sư nhớ nhắc cái chuyện bà Thanh Đề để cho các vị biết rằng tâm của bà bỏn sẻn keo kiệt cho nên cơm bà thành than. Vì vậy mà Mục Kiền Liên đành phải về xin với Phật. Rồi Phật với sức chú nguyện của mười phương tăng chúng, đó, tất cả đồng hướng cái tâm lành đến với bà, làm cho bà giải tỏa đi những sự bỏn sẻn, ích kỷ, tham lam. Vì giải bỏ những cái tham lam, ích kỷ, bỏn sẻn thì không còn là tâm ngạ quỷ nữa, là trở thành tâm khoáng đạt, rộng rãi, từ bi của chư thiên, thì bà mới sanh thiên. Do hướng cái tâm lành đến bà, thì bà cởi mở tâm lành, thì bà sanh thiên. Thì bà sanh thiên cho nên cảnh địa ngục chấm dứt. Cho nên chúng ta đến với đạo Phật, cầu mong không được sanh tâm phiền não, sanh tâm là phỉ báng, sanh tâm là làm những cái điều tạo nên tội lỗi. Để chúng ta thấy đó là cũng là căn bệnh trầm kha, là căn bệnh cầu xin. Cầu không được, ước không có thì bắt đầu sanh tâm phỉ báng, cũng là một căn bệnh của chúng sanh. Cũng có những người đến với đạo Phật bằng tâm ý tìm xem điều này điều nọ để phê bình thị phi mà quên tu tập cho chính bản thân mình. Đến với đạo càng lâu nhưng càng ngày chỉ thấy người đó đi đến đâu cũng chỉ để thị phi, chê bai bạn đồng tu, rồi chê bai các thầy các sư, rồi chê bai các chùa chiền, chê bai món ăn trong nhà bếp, chê bai bà này ông nọ, chê bai người này người kia. Cuối cùng một thời gian về chùa tu tập, hoàn lại là con người gây tạo các nghiệp tội, khẩu nghiệp, thân nghiệp, ý nghiệp. Bởi vì đến chùa chỉ để bình phẩm và thị phi. Sư mà không nhắc là chúng ta mắc một cái bệnh trầm kha. Ngày xưa chưa có biết tu thì kiểu cũng là ông Tám, ông Ba, ông Tư, ông Năm, bà Hai, bà Ba rất là hiền lành. Đi tu một thời gian ai cũng khen bà thông minh ghê á. Thầy giảng bà nhớ hết trơn à. Tôi sao tôi ra tôi quên hết trọi à. Thì cái bà cứ bừng bừng lên một cái niềm tự cao tự đại. Bắt đầu bà vô minh chứ tôi nhớ hết trơn à. Bắt đầu giảng lại cho mà nghe. Dày, 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 nọ kia kia. Đó, nghe nhiều rồi bắt đầu khen chê thầy kia thầy nọ. Đó, rồi thị phi. Đó, rồi đã đi chùa này thì hơn chùa kia. Rồi là bắt đầu nói đến trụ trì, nói đến ni chúng, tăng chúng. Và cuối cùng mình hoàn lại là một người cư sĩ trong pháp hành rất yếu kém, mà khẩu nghiệp thì tạo tác không ngừng. Đó cũng là một căn bệnh trầm kha
cho những người cư sĩ đến với chùa chiền mà không chánh niệm tỉnh giác. Có phải vậy không ạ? Thì những cái người như vậy đó, đó phải là ba hạng người. Một là ngã mạn, đem kinh điển luận bàn mà không có thực hành gì hết. Thứ hai là cầu mong ban ân giáng phước, được thì cảm ơn, không được thì cũng phỉ báng, bất mãn, chán đời. Thứ ba là đi đến các chùa chiền để tâm thị phi. Đó, sư nhắc mấy căn bệnh đó là bệnh trầm kha, bệnh mà Đức Phật nói khó dạy, khó sửa. Chung quy những căn bệnh đó đều là lòng tự ngã. Phô trương sự hiểu biết cũng là tự ngã, thấy chưa nào? Cầu mong không được cũng là muốn bồi đắp cho cái ngã của mình không như ý, cho nên buồn trách cũng là tự ngã, và thị phi khen chê cũng là tự ngã mà xa. Như vậy chúng ta về với chùa chiền một thời gian dài, không thấy vô ngã, chẳng thấy niết bàn, chỉ thấy lòng tự cao ngã mạn, tội càng thêm dày, nghiệp chướng càng thêm sâu. Như vậy không phải những người chân chánh tu tập hành theo đạo Phật. Sư nhắc lại, người thật sự muốn tu tập đó, phải đi từ căn bản là giới pháp. Các sư được gọi là bậc thầy cũng phải lấy giới pháp làm thầy. Nếu không có giới, không có pháp, các vị cũng ái ngại tránh xa. Người cư sĩ tại gia không giới, không pháp, không y theo luật tu hành, không theo lời Phật, lời thầy mà hành trì, thì càng ngày càng đi xa cái chân tâm Phật tánh mà chạy theo pháp trần. Pháp trần là thích lời khen, ngại tiếng chê. Pháp trần là cái ăn ngon, ăn dở. Pháp trần là giấc ngủ nhiều, ngủ ít. Pháp trần là những cái sắc thanh hương vị xúc pháp mà chúng ta tiếp cận bằng nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý thức. Sáu căn tiếp cận với sáu trần, rồi nạp vô, rồi biến nó trở thành cái đời sống tinh thần, thành thức ăn cho tâm linh của mình, phá nát hết. Trong khi người con Phật thì phải hóa giải cái pháp trần mà đi vào chân tâm Phật tánh. Nếu các vị về chùa mà quên rằng mình đang có chân tâm để trở về bản lai diện mục của mình, mà cứ lo nói, lo luận bàn, thì chúng ta đang sống với pháp trần mà thôi. Trong khi đó, cái pháp trần đó phải được chuyển thành là gì? Là bạch tạng thức. Cái pháp trần đó phải biến nó trở thành là trong sạch, chẳng có nhiễm ô. Nó trở lại cái ban đầu mà trong veo như tuyết, sáng ngời như trăng. Thì ai cũng phải trên con đường tu tập về bảo sở đó, là trở về cái chân tâm đó. Nhưng mà sư và các vị đây, ngày nào cũng phải nhắc nhau. Sư nói các vị cũng là nhắc chính mình. Nếu mình cứ buồn rầu, đau khổ vì các pháp trần, tức là mình đang sống xa rời chân tâm Phật tánh. Như vậy mình quay lại quán chiếu đời sống nội tâm, mình tu hành đúng với chánh pháp, mình bỏ đi cái tánh gì thị phi nhân ngã, thì tự nhiên mình cảm thấy đời sống nó rất là đơn giản, nó không có phức tạp, nó không có rắc rối. Cái gì nó không có như ý, A Di Đà Phật, chu cha nghiệp chướng của tôi kể chứ tu vậy chứ mà còn sâu dày lắm chị ơi, cũng còn khổ, cũng còn buồn. À, nhớ đó là nghiệp chướng. Nam mô A Di Đà Phật, nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Tại vì chúng ta đừng có bao giờ mà quên cái lý nhân quả hết đó. Khi xưa đó, có một cái vị đến hỏi một thiền sư danh tiếng rằng bậc đại tu hành đã ngộ lý không, thì có còn là vào vòng nhân quả không? Mà thiền sư đáp, bậc tu hành đạt lý không, tức là giác ngộ rồi đó, thì không có còn chịu chi phối bởi nhân quả nữa. Chỉ vì câu trả lời này mà vị đại thiền sư kia phải đọa làm 500 kiếp trồn, mà sau này gặp Tổ Bách Trượng thì mới được giải thoát. Tức là Tổ Bách Trượng mới giải bằng cách rằng con người cho dù là đã ngộ lý không rồi,
thì có còn bị chi phối, còn lạc vào vòng nhân quả không? Thì cái người đó phải nói là dạ còn. Thì lúc đó là mới giải được cái kiếp chồn. Kiếp nào cũng làm chồn hết, bởi vì nói là không có tin nhân quả. Mà không phải là không tin, mà bảo con người giác ngộ rồi là không có bị chi phối bởi nhân quả. Sư nói với các vị là giác ngộ trình độ nào vẫn phải trả đầy đủ các quả báo của mình. Nhưng mình hóa giải, hiểu không nào? Từ nặng thành nhẹ do công đức của mình thôi. Ngày xưa Đức Phật thành đạo rồi mà nói Ngài còn bệnh đau đầu, vì ngày xưa cái làng của Ngài đánh cá giết cá, còn Ngài lấy gậy gõ lên đầu con cá mà có bệnh đau đầu. Đức Phật á, bậc vô thượng, chánh đẳng chánh giác, đó, vẫn còn những cái quả báo của Ngài phải chịu. Chứ đâu phải là Ngài hoàn toàn không có mắc quả báo gì hết. Ngài cũng phải gặp ngoại bọn gì? Bọn lục sư ngoại đạo. Rồi Ngài cũng phải trải qua bao nhiêu năm gì? Tu hành khổ hạnh không có đạt kết quả gì. Tất cả những cái điều đó, dù là thị hiện làm thân người, nhưng cũng chứng tỏ đã mang thân người, đều có nhân quả. Mặc dù kiếp sống đó Đức Phật được giác ngộ, chứng đạo. Huống gì chúng ta, phàm phu tục tử, thì ngày nào mà chẳng phải chịu chi phối bởi nhân quả. Giờ phút này được nghe Pháp, đó là cái phước chúng ta gieo nhân với chánh Pháp. Giờ này đang được nghe Pháp. Chứ bước ra ngoài cổng chùa coi, biết bao nhiêu cảnh trần đời ngoài đó. Nên các vị được thanh tịnh quá mà, an lạc quá mà, hạnh phúc quá mà. Có phải vậy không? À, đó. Giờ phút nào mình cũng đang bị chi phối bởi nhân quả hết. Hãy tin điều đó. Niềm tin là nguồn gốc sanh ra các công đức, là mẹ sanh ra các công đức, các pháp lành. Niềm tin là sức mạnh đưa người vượt qua ba đường khổ, đạt đến cảnh giới của Phật Thánh. Đó là Kinh Hoa Nghiêm Phật dạy như vậy. Mà cái niềm tin chánh kiến đầu tiên, chánh tín đầu tiên mà sư nhắc các vị, đó là nhân quả. Người đến tu tập phải tin nhân quả. Hãy bỏ đi các thái độ lệch lạc của người đến chùa để thị phi, để nhân ngã bị thử, mà hãy đến chùa, hay sống tại nhà, tại gia, ngoài chợ đời, công ty, xí nghiệp, hãy nhớ nhân quả chi phối chúng ta từng phút giây. Nhớ cái điều đó là thấy nó an vui liền. Nếu mà mình không nhớ điều đó, trước sau gì cũng lạc vào ma đạo. Do vậy mình vì tin nhân quả cho nên lúc nào cũng phải ráng tu tập để chuyển hóa. Mình tạo tác thì mình sẽ gánh lấy quả. Tại sao mà mình không chuyển hóa lấy nghiệp quả của chính mình mà mình còn trông đợi vào điều gì? Tin sâu nhân quả nghiệp báo, chúng ta sẽ cảm ơn những nỗi đau khổ trong cuộc đời, vì từ đó mới có khả năng cảm nhận được hạnh phúc trong cuộc đời. Sư từng thuyết một bài pháp, đau khổ là liều thuốc kỳ diệu. Sư giảng nhiều bài pháp phải cảm ơn cuộc đời, mặc dù ai cũng nói đời là sự khổ đau, nhưng không có cái cuộc đời này, làm sao chúng ta nhận diện được nỗi khổ, niềm đau, nhân quả nghiệp báo của chính mình, mới biết thân người này quý lắm. Chứ cái thân người này mới đi vào cuộc đời này. Vào cuộc đời này mới thấy đời đau khổ, bạc trắng thay đen, mới nhận diện ra được bản chất của cuộc sống là khổ đau. Khổ đau đến với chúng ta giống như ngày mưa gió bão bùng, thì nhắc chúng ta biết sống trân quý những ngày nắng đẹp, mưa thuận gió hòa. Không có bão bùng thì ngày nào chúng ta thấy như ngày nào hết, không biết quý. Ta thấy Tây nó qua Việt Nam đi đầu trần, nó mặc áo quần gần như gọi là rất là ít vải, bởi vì nó mê cái nắng của Việt Nam. Cái xứ sở của họ quanh năm lạnh lẽo, tuyết rơi. Họ xin một ngày có nắng mặt trời rất khó. Họ về Việt Nam, một cái xứ sở thân thiện, nói chung là tiêu xài rồi nói cũng là rất là dễ, rẻ. Nhớ chưa nào? Người Việt Nam gặp người nước ngoài cười, vui vẻ. Lúc nào cũng có bầu ánh nắng mặt trời. Họ thấy ôi chao ơi, người Việt Nam quá là hạnh phúc. Còn mình ngày nào cũng nắng riết thì mình chửi nắng. Ngày nào cũng mưa mình chửi mưa. Chứ mình đâu có biết rằng nếu không có ngày mưa, chúng ta không quý ngày nắng đẹp. À, nếu mà ngày nào mưa gió bão bùng thì nắng đến chúng ta mừng. Mà ngày nào cũng nắng, chúng ta lại biết quý những cơn mưa. Cho nên khổ đau là như thế. Có khổ đau mới biết quý hạnh phúc, còn không chúng ta cũng biết mình đang sống ở đâu và đang làm cái gì nữa. Cuộc đời này là nhận diện khổ đau và hạnh phúc. Cái công việc chúng ta tu tập
là nhận diện khổ đau và hạnh phúc, chứ không phải đi vào cuộc đời để mà nhân ngã thị phi. Ai hơn, ai thua, ai giàu, ai nghèo, ai đẹp, ai xấu, mà vào đời này để nhận diện hạnh phúc và khổ đau. Tất nhiên thì không ai muốn mình đau khổ hết. Cho nên các vị mê nắng hoài, rồi nắng quá rồi bắt đầu là chê nắng. Rồi thích mưa, mưa hoài, nó sao mưa hoài, sao diện đồ đẹp đấy trời ơi. Đó, đó người đi ra Huế đấy, trời Huế là xứ thần kinh. Con ra ngày nào cũng mưa lất phất, con làm biết bao nhiêu là thơ luôn á. Con mê cái xứ thần kinh đẹp quá trời luôn. Nhưng mà sư biết ông mưa hoài con muốn nổi quạo luôn á. Mang mấy cái áo đầm đi chẳng có mặc được ngày nào hết. Mưa thì làm thơ một hồi cũng chán. Mà nắng thì nói trời ra Huế mà cũng nắng như Sài Gòn thì ra Huế làm gì? Nghĩa là cái gì cũng có vừa ý mình hết. Cho nên sư nói với các vị, đời không ai muốn mình đau khổ mà muốn như ý không à. Muốn nắng thì tôi muốn giờ mưa cái mưa xuống là khoái lắm. Mà mưa cái đấy thôi giờ nắng lên cái nắng là khoái lắm, chịu lắm. Mà cuộc sống sao như vậy được? Đó. Cho nên có những lúc cần có khổ đau để cảnh báo mình phải dừng lại, để xem lại cuộc sống của chính mình. Sư đây nào mà không có những lúc trái ý nghịch lòng, sư sẽ tự mãn. Thấy không nào? Tự mãn. Mình cái người ni với quý thầy cũng quý lắm. Quý thầy các hòa thượng lớn cưng lắm. Quý thầy là đồng học thì rất là thương, rất là quý. Thấy chưa nào? Đó. Rồi đó, đến các đạo tràng Phật tử cũng thương lắm. Sư ơi lâu quá không về thăm tụi con, nhớ sư quá trời à. Đó. Có đạo tràng nói trời ơi, nghe ngày mai sư đến là con phải dẹp hết công chuyện để con đi nghe sư giảng, rồi con phải nói đứa con của con là làm cái món chả, món gì đó để mai đãi sư. Cái gì cũng sư hết á. Đó. Đi đâu cũng được quý, đi đâu cũng yêu, được nể vì. Nếu không gặp những sự khổ đau, sư sẽ tự mãn ngất trời. Mà một con người tự mãn thì có phải là con người đi đến cái đích cuộc đời tu để tìm cái sự tự mãn là lời khen và sự kính trọng không? Đâu phải, chúng ta vào đời để mong ước những điều đó. Và mặc dù nó là cái niềm mong ước của con người, được như ý, được hạnh phúc, được kính trọng, được tôn vinh, nhưng trong những điều được đó không có những sự khổ đau, không có những điều thất vọng, không có những cái điều trái ý nghịch lòng, mình sẽ không bao giờ dừng lại đánh giá mình đang tu tập đến đâu rồi. Nó phải có những cái bài học giáng vô trên mình hết hồn để mình thấy rằng mình còn phải tu, mình còn phải sám hối, mình còn phải ăn năn. Những người đạt đến đỉnh cao của hạnh phúc, thông minh nhất là phải quay về đời sống tâm linh. Còn hưởng cho nhiều vô, lọt tổ cái tõm là xuống đáy sâu luôn. Cho nên như là một cái hình parabol lên đỉnh rồi sẽ tụt xuống. Cho nên mình hưởng vừa thôi. Đừng có hưởng đến tột đỉnh, khổ nó khổ vô vàn. Vừa phải thôi. Còn đường trung đạo thôi. Chứ con nó cho cái này đòi cái kia, muốn cái kia đòi cái nọ. Mẹ muốn cái này, mẹ thích cái kia. Rồi nó không như ý, rồi mình móc mẻ con dâu, mình nguyền rủa con rể, cuối cùng nó ghét, nó chả thèm thăm miếng nào hết. Nó thăm thì chê bai, đòi hỏi. Đến khi nó thấy mẹ nói nhiều quá, nó thôi nghỉ đi. Về má nói nhiều quá, mệt, nghỉ. Giờ quê không? Hồi nó về nó thăm mình đòi cái này, chê cái nọ, thích cái kia. Riết rồi nói nhiều quá, nó nghỉ, khỏi về thăm bả nữa, mệt. Cho nên đừng có là được voi đòi tiên. Đời phải có chút đau khổ để có ý nghĩa cuộc đời. Đồng ý không ạ? Cho nên cuộc sống của chúng ta, con người thông minh là phải biết là một cái sự đấu tranh giữa đời sống tâm linh và đời sống vật dục của cái thể xác này. Cái tâm nó nói thế này, cái thân nó nói thế kia. Cái tâm mình nó nói phải ăn chay nguyên tháng tu tập đi. Cái thân nó nói làm gì khổ như vậy, lỡ mai chết làm sao? Đó. Cái tâm này nói thôi, mình dành cái số tiền này để cúng dường, gieo duyên, tạo phước. Cái thân nó nói, trời ơi làm cả đời khổ, lấy tiền để du lịch chơi, mà hưởng thụ, mà tội gì mà đem cho chùa mà cúng. Đó. Rồi cái thân này á, nó nói rằng là mình phải làm cái việc bất chánh đó. Đó. Nhưng mà cái tâm này đó, thì nó nói tại sao mà mình lại làm như thế, mình là Phật tử mà. Nghĩa là nó luôn luôn có những cái vấn đề, nó đấu tranh. Và
đau khổ thường xảy ra khi mà cái thân này nó mong muốn mà không được thỏa đáng. Còn tâm linh, cái tâm này đôi khi lại đòi hỏi rất nhiều. Cái thân không thỏa đáng được, hoặc đôi khi cái thân này mong muốn mà cái tâm nó lại không đáp ứng. Vì vậy thân với tâm nó không hòa hợp, nó khó có hạnh phúc. Giống như một người kia vừa mới chết, được sinh vào một nơi rất là xinh đẹp, bao quanh là mọi thứ lạc thú, không có bao giờ hình dung ra. Đó, có một người đến nói với anh ta rằng ngài có thể hưởng tất cả những gì ngài muốn, thức ăn nha, khoái lạc và mọi thứ để giải trí trên cái cõi sống này. Anh ta rất là sung sướng, cả ngày anh ta hưởng hết thứ này đến thứ kia, từ ăn ở, từ lạc thú, những gì mơ ước ở trần gian. Thì bây giờ anh ta được hưởng tất cả, và anh ta nghĩ chắc là mình tu đắc cái quả gì cao lắm đây nè, cho nên bây giờ hưởng, hưởng mà coi như là tận cùng bằng số. Nhưng mà rồi các vị biết không, ngày nào cũng hưởng, hưởng riết ngày kia anh ta cảm thấy chán quá. À, các vị muốn cao lương mỹ vị đi, ngày nào nó cũng đưa vô miệng nữa, các vị có ói không cho biết, ngán lắm. Thì cái ông này ông hưởng riết rồi, tự nhiên một ngày kia ông chán, và ông ta gọi một người hầu đến để nói: tôi chán hết mọi thứ ở đây rồi, tôi cần một việc gì đó đỡ chán hơn, ông có việc gì đó để cho tôi làm không? Thì người hầu mới buồn bã lắc đầu đáp rằng: xin lỗi ngài, ở đây không thể thỏa mãn yêu cầu của ngài, không có việc gì cho ngài làm hết. Anh ta nghe nói như vậy quát lên: thật là đồ vô dụng, như vậy thà ta sinh vào địa ngục còn hơn. Sao ta muốn cái gì cũng, ta bắt ta ăn, ta hưởng riết thì ta muốn cái gì, muốn một việc làm cũng không có nữa. Thế rồi người hầu mới nhẹ nhàng đáp lại: thưa ngài, vậy ngài đang nghĩ ngài đang ở đâu đây? Ngài đang nghĩ đâu đây? Ngài đang ở địa ngục đó ngài, chứ không phải cõi nào đâu. Cho nên nhiều khi mình đang hưởng quá trời, mình tưởng đâu phước mà hóa ra địa ngục, giam hãm con người, bó buộc trí tuệ con người và làm cho chúng ta ngày càng thêm tội và nghiệp. Mình tưởng cái phước của cái cõi nào? Người hầu nói: đang ở cái cõi nào đấy? À, địa ngục trần gian đó. Cho nên cuộc đời có chút khổ đau, phải cảm ơn cuộc đời. Nhờ cái khổ đau đó mình tỉnh, chánh niệm tỉnh giác tu, chứ không có sướng như cái ông này nè. Sướng riết rồi là sao? Rồi bại hoại, rồi buồn chán, rồi muốn chết, rồi muốn đi địa ngục, chứ đi đâu nữa bây giờ. Cho nên có chút thử thách, có chút trái ý nghịch lòng, có những sự khổ đau, cảm ơn cuộc đời. Sư nhờ vậy đó mà sư vui hoài đó, các vị biết không? Mới sáng sư buồn phiền đó, nhưng mà rồi sư nói: ủa, nếu không có cái sự buồn phiền này mình tu đi về tới đâu đây? Mình không chánh niệm tỉnh giác, mình nghĩ chắc đâu mình đắc cái quả vị gì rồi. Cho nên mình phải gặp những điều trái ý nghịch lòng, từ những đứa con, những đệ tử, từ những cái điều gì nó đến với mình hàng ngày trong cuộc sống, để nhắc rằng mình còn phải tiến tu rất nhiều. Các vị đồng ý chưa? Nếu không có cái chuyện anh chàng hưởng cho lắm để rồi chán nản, thì rồi chúng ta cũng sẽ cảm thấy đời mà không có khổ đau cũng buồn chán lắm đó nghe. Mở mắt ra từ lúc sinh ra tới bây giờ cái gì cũng như ý hết á, thì các vị cũng sẽ cảm thấy như anh này. Ủa, đời sống là vậy đó sao? Mở mắt là hưởng là ăn rồi đi ngủ, rồi mở mắt ra hưởng ăn là ngủ. Ghê gớm hơn địa ngục. Còn chúng ta đó, hôm qua có buồn, hôm nay đi tu tập nghe pháp nhẹ nhàng quá, thấy đời có ý nghĩa không? Có. Mà ngày nào cũng như ngày nào vô nghe pháp thì cũng vậy thôi, cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tu tập cũng như ở nhà, không có ý nghĩa. Chính vì khổ đau, những trắc trở, những điều khó lý giải trong cuộc đời, mà những điều sư giảng, sư thuyết đây nó khai mở cho các vị. Các vị cảm ơn sư, cảm ơn Phật Pháp. Đúng vậy không? Chính vì vậy mà khi Đức Phật thành đạo, điều đầu tiên ngài lại giảng về tứ đế, mà cái chân lý, cái đế đầu tiên lại là khổ. À, chứ đâu có nói đạo. Sao ngài không nói bát chánh đạo đầu tiên mà ngài nói cái sự khổ đầu tiên? Tại vì cái thế gian này ai cũng kinh nghiệm cái sự khổ hết. Cái bát chánh đạo chưa có ai kinh qua, giờ ngài nói trước hết là phải chánh kiến. Không ai biết chánh kiến là cái gì. Chánh tư duy là sao? Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, ngài đem
bát chánh đạo ra Ngài giảng chắc là người ta bỏ chạy hết, không thể lãnh hội được. Nhưng Ngài nói cái đầu tiên là cái sự khổ chúng ta lãnh hội được liền. Tại vì ai cũng khổ hết. Không khổ vì chồng, cũng vì con. Không vì con, cũng vì tài sản. Không vì tài sản là cũng vì bao nhiêu cái mối mà lương duyên, bao nhiêu cái mối mà nhân duyên, nhân quả nó ràng buộc mình trong nhiều kiếp sống không có thể nói hết. Cho nên nói đến cái sự khổ của mình tiếp thu ngay liền. Nên ông Phật mới hiểu mình quá. Phật nói đúng quá, khổ quá. Cho nên cái đầu tiên là Phật nói cái khổ. Nhưng mà nói khổ rồi thì phân tích cái nguyên nhân. Thì cho nên trong đời sống của chúng ta quan sát là phải hiểu cái nguyên nhân, chứ không phải khổ để than. Mà nếu khổ để than thì học Phật Pháp làm cái gì? Cho nên có những điều trái ý nghịch lòng đến với sư đây. Chẳng hạn như đệ tử dạy một đẳng làm nẻo, nó trả lời thì mình biết cha mình cũng đâu vừa gì, mình cũng bất hiếu với thầy, mình cũng trả treo với cha mẹ nhiều kiếp, nên nay đâu nó vô đó, nó diễn cho mình thấy người bất hiếu làm khổ thầy, khổ cha mẹ như thế nào. Nếu mình không bị những cái đó, mình tiếp tục bất hiếu mà mình không bao giờ cảm nhận được quả báo của sự bất hiếu. Nên các vị phải nhận được những đứa con bất hiếu để biết giá trị khổ đau của sự bất hiếu. Mình phải trải qua khổ đau thì mới đi qua khổ đau. Phải trải qua cái nghèo mới thương người nghèo. Còn cái người giàu mà thương người nghèo, tức là họ đã nhiều kiếp có lòng từ rồi. À, còn cái người đã nghèo nhiều kiếp mà không biết thương người nghèo thì cứ yên chí là nghèo dài dài. Cái tâm có mở ra đâu mà khá được. À, cho nên chúng ta phải thấy hễ làm con người có sanh lão bệnh tử không ai tránh khỏi, thì Đức Phật chỉ ra cho mình thấy cái sự đau khổ vì sanh, vì già, vì bệnh, vì chết, mình đừng quá đau khổ vì những điều đó nữa, vì đó là quy luật của cuộc đời. Nếu Đức Phật không giảng dạy chỉ ra cho chúng ta, cái gì đến với mình cũng cảm thấy có đến với mình không, không có đến với người ta. Cái chết đến với tất cả mọi nhà, nhưng mà đến với mình là mình cảm thấy mình là khổ nhất. Mà thiệt ra cái chết đến với tất cả mọi nhà. Cái đau, cái bệnh nó đến với tất cả mọi nhà. Cho nên cái bệnh viện nào cũng đầy nhóc người như một địa ngục. Mà khi bệnh đến mình nói trời ơi khổ quá, cái bệnh đến của mình tôi à. Sao tôi khổ quá, sao bà không bệnh, tôi bệnh, sao biết bà không bệnh. Bà còn cái bệnh trầm kha hơn mình nữa. Thấy không nào? Đó. Cái nhà thương nào cũng nhóc người á. À. Vô cái bệnh viện nào mà không lấy số là tới chiều chưa khám. Đông quá. Thì biệt cái thế gian này ai cũng bệnh. Cái nhà nào cũng khổ. Phải không nào? Cái nhà nào cũng có bàn thờ cụ quyền hết. Mà đâu phải cụ quyền là tổ tiên đâu. Kẻ trẻ, kẻ già, kẻ sơ sanh gì cũng chết trong cái nhà này cả. Cho nên nó là những kinh nghiệm về cuộc sống. Vậy mà nó diễn, nó xảy ra chúng ta vẫn khổ đau là vì chúng ta vẫn chưa có cái trí tuệ quan sát cuộc sống. Mô Di Đà Phật, nó Mô Di Đà Phật cái miệng vậy thôi. Chứ cái gì xảy ra lại bắt đầu chúng ta than trời trách đất. Tu quá trời, cúng dường quá trời mà Phật để con dày nè. Đó. Chính vì vậy Phật dạy chúng ta cách nhìn thấy sự thật về khổ đau. Đó là phải đi bằng con đường đạo đế. Đi trên con đường đạo đế, bát chánh đạo, nó sống cho tốt. À, suy nghĩ cho chân chánh, việc làm cho chân chánh, lời nói cho chân chánh, tu tập cho đúng chánh pháp, thì chúng ta sẽ đi trên con đường đạo đế, để mà từ đó chúng ta mới diệt được những nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời. Đó. Cho nên cái khổ phải đến để nhắc chúng ta quay đầu hướng thiện. Nhắc lại trong 10 điều tâm niệm, nghĩ đến thân thể đừng cầu không bệnh tật, vì không bệnh tật tham dục dễ sanh. Ở đời đừng cầu không khó khăn, vì không khó khăn thì kiêu sa nổi giận. Ở đây ai không vướng mắc, không khó khăn thì coi cuộc đời này là tất cả là rơm rác hết. Đấy, các vị có cái tài gì mà xem thiên hạ như rơm rác. Nhớ như thế. Đó. Cho nên cái khổ, cái hoạn nạn ở đây đóng một vai trò cần thiết trong đời sống tu tập. Nó giúp chúng ta diệt trừ dục vọng và bớt đi sự tự mãn, kiêu căng. Chúng ta cảm ơn những cái hoạn nạn khó khăn đến với cuộc đời. Các vị nghe rõ chưa ạ? Giống như có cái người đó được đầy đủ tất cả, vợ đẹp, con xinh, tài sản,
Nó mới nói cái ông kia chết, được sanh về cái cõi giới sung sướng. Ông tưởng đâu là ngon lành hóa ra địa ngục đó. Còn những cái ông này cũng có mọi thứ như vậy trên trần gian. Vợ đẹp không ai đẹp bằng, con vừa xinh vừa ngoan, của cải tài sản đầy đủ, đi ra đi vô nhìn ngắm với hưởng không. Mà riết rồi ông nói trên đời có cái gì hạnh phúc hơn ta, sao chán quá vậy nè. Đó, đến phiền cái ông này chán cái cõi trần gian. Mà ai cho cái gì rồi cũng thấy chán hết, ai cho hưởng cái món chưa từng ăn, ăn rồi cũng chán, ai cho cái của quý nhất cầm rờ riết rồi cũng chán. Cuối cùng có một cái vị tiên nhân đó mới đến mới nói, ta sẽ giúp ông tìm được niềm hạnh phúc trong cuộc đời. Thế là hãy nhắm mắt lại. Ông nhắm mắt, mở mắt ra, các vị biết không, mất sạch, không còn gì trơn trọi hết. Vợ mất, con mất, nhà cửa mất, tất cả là một sự trống vắng và tiêu tan. Bắt đầu ông khổ, khóc, chả ai giúp hết. Mà trời ơi, tôi đi kiếm ông, để tôi, ông cho tôi hạnh phúc, cuối cùng ông làm cho tôi khổ đau như vậy sao? Trời ơi là trời, bắt đầu ông nguyền rủa, ông chửi mắng. À, cho chửi mắng đã đời mấy tháng trời chứ không phải chửi ngày đâu. Lê lết thân tàn ma dại như kẻ ăn xin không ai ngó đến. Tiên nhân xuất hiện, gõ một cái trở lại những gì ông ta có ngày xưa. Ông ta lạy ông tiên quá trời, cảm ơn quá trời. Tức rằng không có ngày khổ không biết quý cái niềm vui, mới cảm ơn cái tiên nhân đó. À, cho nên khổ đau đến các vị phải cảm ơn. Ngày xưa Liên Hoa Sắc, con một người trưởng giả vô cùng giàu sang, 16 tuổi là cô đã lấy chồng. Sau một thời gian chung sống với chồng, Liên Hoa Sắc sinh ra một bé gái. Nhưng cảnh đời trớ trêu thay, cha chồng chết sớm, mẹ chồng lại dụ dỗ sống với chồng của Liên Hoa Sắc, loạn luân đó các vị biết không. Rồi bà còn đối xử tệ bạc với con gái. Cuộc sống của Liên Hoa Sắc không khác một cái người tớ gái trong gia đình. Mẹ nó cướp chồng xong rồi hắt hủi cô ấy. Mà cô đẹp Liên Hoa Sắc mà, đẹp lắm. Đó, quá buồn, uất ức, Liên Hoa Sắc trốn đi, bỏ con lại cho chồng. Và cũng không dám trở về với gia đình, lang thang đó đây, kiếm kế sinh nhai. Phải mấy năm sau cô mới ổn định lại tinh thần của cô đó, hương sắc phục hồi, xinh đẹp như xưa. À, các cái cô mà buồn là mau tàn, mau già đó. Còn người vui trẻ hoài. Đó. Mình con Phật mình phải trẻ hoài chứ. Mà Liên Hoa Sắc lấy lại tinh thần, trẻ đẹp lại. Và cô tái giá với một thương gia giàu có. Sự nghiệp buôn bán ngược xuôi nên chồng cô ít có ở nhà. Nhờ là có tay buôn bán nên chồng của cô làm ăn rất là thịnh vượng. Một hôm chồng cô lén dẫn về một nàng hầu rất là trẻ đẹp, và trong nhà bắt đầu là xào xáo lên. Cho nên nghèo thì mái nhà tranh, vợ chồng hạnh phúc. Mà giàu có thì hay xào xáo, bởi vì chồng sanh tật mà vợ cũng sanh tật. Cho nên người ta phải tu là bởi vì là đừng có quá sức là hưởng cái gì mà hưởng cho cố. Đó là trung đạo, là cái pháp tu, pháp sống của người con Phật. Bắt đầu giàu có là vợ chồng xào xáo. Ông chồng đem một cái cô tớ gái, một cái nàng hầu trẻ đẹp về, tậu một biệt thự riêng cho cô ta. Cái cảnh này có nhiều lắm. Chồng đại gia bắt đầu sắm nhà cho các cô gái đẹp. Nhiều đêm, chồng lấy lý do là giao tế, làm ăn mà vắng nhà. Nhưng mà đến ăn ở với cái nàng hầu đó. Giết rồi cũng đến, đến tai Liên Hoa Sắc. Cô theo dõi và một đêm quyết định đánh ghẹt, cho ra trắng đen. À, chuyện đó là hàng ngày các cô các bà rành lắm đúng không? À, họ đánh cho một lần cho biết trắng đen, chứ còn không thể nào. Con ruồi đực ruồi cái bay qua là con biết đực cái rồi, mà đánh diễn tuồng với con á. À, là các vị lên nói với sư vậy đó. Sư à, ông tưởng là cái con nhỏ nó muốn làm gì thì làm, con ruồi bay qua là biết ruồi đực ruồi cái. À, mấy câu đó các vị dạy sư đó nha, chứ sư là không thể biết ruồi đực ruồi cái được, sư ta không rành. Vào một đêm ghi Liên Hoa Sắc quyết tâm đánh ghẹt, đột nhập vào ngôi nhà riêng thì bắt gặp hai người đang tâm tình. Nhưng than ôi, nàng hầu kia chính là con gái của đời chồng trước của mình, chứ có ai.
tâm thần bấn loạn, liên hoa sắc ngã ra bất tỉnh, chán nản thế thái nhân tình, nàng đi làm điếm để phá hoại gia thất của những người sở khanh. Mẹ thì lấy chồng mình, rồi chồng này giờ lấy con gái, quyết định đi làm điếm. Và những chàng trai nào ông cũng cố dụ dỗ để phá đời người ta để trả thù. Một hôm Liên Hoa Sắc ẩn nấp trong một hoa viên chờ ngài Mục Kiền Liên đi ngang. Đệ tử Phật ai cũng đẹp hết, giờ phá mấy ông sa môn luôn. Nghe nào, cứ thấy mà Mục Kiền Liên đi ngang thì Liên Hoa Sắc đón đường, vậy là phô trương cái thân hình xinh đẹp của mình để mà chọc ghẹo. Nhưng mà nhờ có đạo lực cho nên Mục Kiền Liên dừng lại từ tốn hỏi thăm và quyết tâm thuyết phục người con gái này đi theo nẻo thiện. Và Mục Kiền Liên có đạo lực cho nên bình tâm xem một người con gái đẹp sắc nước hương trời như vậy mà trong đôi mắt của cô ta đầy những niềm đau khổ, cho nên quyết sẽ tìm cách hỏi thăm. Chứ còn không có đạo lực thì sao? Thì đi theo cổ vô trong lầu xanh luôn chứ sao. Có đạo lực cho nên mới hỏi thăm và đem lòng từ bi để cứu độ. Khi mà gặp cố như vậy đó thì mới dạy Liên Hoa Sắc, tâm hồn bất tịnh thì hãy đem Phật Pháp mà tẩy rửa. Thầy của tôi là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni có hàng vạn pháp môn khế lý khế cơ, con người có thể tùy theo hoàn cảnh khả năng chọn pháp môn mà tu tập. Mê nhất kiếp, ngộ nhất thời, không phải vì như vậy mà đời của cô tàn phế đâu. Đó. Nghe được an ủi như thế thì Liên Hoa Sắc mới là tỉnh ngộ, nét mặt trở nên bình thản và đi theo Mục Kiền Liên để được bái kiến Đức Thế Tôn. Khi gặp Đức Phật, Liên Hoa Sắc nghe Phật thuyết pháp và xuất gia, trở thành tỳ kheo ni gương mẫu. Về sau Liên Hoa Sắc chứng quả A-la-hán, trở thành vị tỳ kheo thần thông đệ nhất. Vậy câu chuyện này kể ra để làm gì? Để cho thấy nếu không có sự khổ đau, Liên Hoa Sắc chưa chắc gì đã chứng ngộ được quả vị sớm như vậy. Chưa chắc gì đắc quả A-la-hán và chưa chắc gì đi tu. Nếu có xinh đẹp lấy chồng, chồng yêu thương, sanh con, đẻ cái, nối dòng nam bang thì làm gì mà có xuất gia? Có sẽ ở để hưởng cái cảnh vui trần thế và khinh biệt những con người nghèo khổ hơn mình. Nhưng trải qua những nỗi khổ đau, nó cực điểm của cuộc đời, làm điếm để trả thù. Nhưng khi giác ngộ, con người ta vẫn có thể tu hành và chứng đạo. Ta đạt đến cái sự đã khổ đến cực điểm rồi thì khi tu người ta cảm nhận cái niềm an lạc tuyệt vời trong chánh pháp, không còn thiết tha gì những cái của cải hay tình dục thế gian. Cho nên Liên Hoa Sắc tu mà chứng đạo đắc quả A-la-hán. Mà bây giờ hỏi về cô á, thì cô lại cảm ơn cuộc đời, những cái màu đen tối, những sự mâu thuẫn, những là đạo lý đoạn trường, loạn luân trong gia đình của cô mà làm cho cô giác ngộ. À, chính những cái đau khổ đó mà Liên Hoa Sắc đã giác ngộ, và khi giác ngộ thì tu hành cho đến khi chứng đạo. Cho nên khổ đau là bạn mà hoạn nạn là thầy. Khổ đau đến với chúng ta không có mạ lị một hình thức nào hết, nó sầm sầm nó đâm vào nhà mình, làm nước mắt mình tuôn rơi, làm cho mình đau khổ. Khổ đau nó không có mang cái gì để che đậy hết á, nó không có màu mè gì hết, nó trực tiếp đi vào chúng ta. Hoạn nạn cũng vậy, cho nên chúng ta cũng trực diện bằng đôi mắt để nhìn khổ đau và hoạn nạn, chứ đừng có chạy trốn, đừng có lấp liếm, đừng có dùng các cái hình thức để làm gì, để mạ lị, để gì, để che đậy, để trốn, để khuất lấp, để tỏ ra mình rất là hạnh phúc. Mình có nhiều người khổ lắm mà lúc nào cũng tỏ ra mình ngon lành hạnh phúc. Sư thấy chả có gì mà phải tỏ ra như thế. Người ta hỏi sư sao rồi, hồi sư có đi giảng không à, giờ thầy giao chùa, rồi phải xây dựng chùa chiền, thầy giao cho là phải giáo hóa học trò đệ tử, chắc sung sướng lắm mà một mình một cõi. Sư nói thầy muốn mình
thăng tiến trên đường tâm linh giác ngộ nên tiếp tục giao các bổn phận trách nhiệm khó khăn hơn. Tức là sư nói rất là nhiều cái sự nan giải lắm, nhưng mà phải vượt qua những nan giải đó thì mình mới đi đến những tầm cao trong lộ trình tu tập. Mình cũng cảm ơn chứ. Còn nếu như mà tất cả đều thuận duyên, đều như ý, thì như sư nói với các vị, sư cũng sẽ trở thành một vị ni chất chứa những sự tự cao ngã mạn và không bao giờ tìm về bến ra. Chánh tri kiến cho chúng ta thấy khổ đau là liều thuốc đắng giúp trị lành những căn bệnh trầm kha. Khổ đau giúp cho chúng ta trải nghiệm, và mỗi lần trải nghiệm chúng ta lại nhận ra những giá trị. Khổ đau không là kẻ thù, khổ đau là phương thuốc cho chúng ta giác ngộ. Ai không nhìn nhận khổ đau là bạn đường, là mắc bệnh bản ngã trầm kha. Cho nên căn bệnh trầm kha là căn bệnh không chịu nhìn rõ là ta đang sống với khổ đau và phải hóa giải bằng sự tu tập trong chánh pháp. Các vị nghe rõ chưa? Hồi xưa sư còn nhỏ đó, mà sư được xem cái tác phẩm Câu chuyện những người khốn khổ đó. Câu chuyện mà nói về cái thế kỷ 19, nói về cái xã hội ở bên Pháp, mà sư nhớ hoài. Sư coi chuyện hay á, sư nhớ hoài à. Nhớ cái giá trị của câu chuyện nó cho mình cái gì. Còn các vị, nhất là phụ nữ á, coi chuyện cứ nhớ cái chỗ nào khổ nhất nhớ, để rồi là thương vay khóc mướn. Mình phải xem cái giá trị, cái câu chuyện nó cho mình cái điều gì. Câu chuyện những người khốn khổ sư coi hồi đó lâu lắm rồi, mà sư nhớ trong đó có một cái anh chàng tên là Giang Văn Giang, người tù khổ sai. Mà anh ta chịu khổ sai chỉ vì là gì? Lỡ ăn cắp một mẩu bánh mì cho con của người chị gái, bởi vì người ta đói khổ. Nhưng mà cái đời sống bất công mà, cho anh ta phải mang án tù khổ sai chỉ vì ăn cắp một mẩu bánh mì. Cuộc đời nó như vậy đó, các vị biết không? À, vào trong tù như thế nào? 19 năm ngồi tù khổ sai, mà án chỉ là ăn cắp một cái mẩu bánh mì thôi, để thấy cuộc sống bất công như vậy. Thế rồi sao? Sau 19 năm tù đó, anh ta được thả ra. Nhưng mà kết thúc đời sống đó, anh ta phải mang một cái giấy thông hành màu vàng. Ví dụ tất cả là màu xanh hết thì anh ta là màu vàng, để móc ra người ta biết đây là một cái tên tù. Cho nên anh ta khó mà sống bình thường như mọi người. Nhưng giống như móc chứng minh nhân dân ra, ai chứng minh nhân dân của mình màu xanh đúng không? Mà cái chứng minh nhân dân của mình màu vàng chẳng hạn, ta biết đây là cái tên tù mới ra, ai cũng sợ hết. Vì vậy anh chàng này là đi ra tù thì phải mang một cái giấy thông hành màu vàng, dấu hiệu cho thấy người từng phạm tội. Vì vậy anh ta đi đến đâu người ta cũng cảnh giác. Rất khổ, khổ 19 năm tù, khổ vì xã hội bất công, và bây giờ khổ vì đi đâu người ta cũng cảnh giác. Thế rồi một lần kia, anh ta đi đến một cái quán trọ, bị ông chủ quán trọ từ chối, bởi vì biết anh ta là người từng phạm tội, cho nên anh ta phải ngủ ở ngoài đường. Thấy thương như vậy đó. Nhưng lúc đó nó có một cái ông giám mục, ông cha. Ông cha tên là Maria. Ông thấy một cái người ngủ ở ngoài đường như vậy đó, ông tội, ông ta mới đem vào trong nhà của cha đó để mà nghỉ qua đêm. Nhưng mà các vị biết làm sao không? Tập khí mà, tập khí khổ đau quá. 19 năm tù đó mà chưa đã đời đó, vô nhà cha thấy đồ cha nhiều thứ đẹp quá, ăn cắp mỡ. Nghe vậy để mình biết mình cũng có tập khí. Bây giờ mang cái thân bị tù là 19 năm khổ, là mang giấy thông hành màu vàng đấy nè, sợ lắm chứ. Vậy mà cha cứu cho một đêm, ăn cắp đồ cha, ăn cắp mấy cái đồ bằng bạc á. Đồ cha có nhiều thứ quý lắm, giống như chùa sư trụ trì có nhiều thứ quý quá, phải không nào? Xá lợi nè, đồ vàng, đồ bạc, đồ này kia, cúng tam bảo. Mà ông nhìn không cưỡng được lòng tham, ăn cắp. Bởi vì kiếp sống nghèo hèn nó làm cho con người ta như thế đó.
Đức Phật dạy mình thương cái người nghèo, thương người khổ, thương người tội là như thế. Tập khí. Và khi đó thì sao? Bị bắt. Lần bắt này chắc chắn tù mãi, không bao giờ tha rồi. Mang giấy màu vàng mà còn ăn cắp thì các vị nghĩ xem. Nhưng các vị có biết không? Ông cha Mario lại cứu thoát anh ta vì nói với cảnh sát rằng ông đâu có ăn cắp đâu, ông ở trong nhà thờ và tôi tặng ông á. Cho nên cha mấy ông cảnh sát phải tháo ra. Các vị biết không? Và khi chia tay thì Giang Văn Giang chỉ có nước mắt để mang ơn mà không nói được một lời nào. Trong đời chỉ bị đánh đập, bị nghi ngờ, đẩy vào những chốn cùng khổ. Vậy mà ông cha lại cứu và nói những món đồ bằng bạc đó là tôi tặng cho ông thôi mà, chứ có phải ông ăn cắp đâu mà cảnh sát lại bắt. Cho nên Giang Văn Giang được thả. Và cha đã nói với ông rằng nhất định trong cuộc đời anh sẽ trở thành một người lương thiện và làm tốt cho nhiều người anh nhé. Tức là cuối cùng cha nói một câu như vậy thôi. Mà Giang Văn Giang từ đó trở thành một người lương thiện, một thương gia giàu có sau này. Và cuộc đời câu chuyện nó còn dài lắm. Sư chỉ dừng lại chỗ đó thôi, để cho các vị thấy 19 năm tù mang cái thẻ thông hành là đã phạm tội, vậy mà cũng chưa chừa bỏ tập trộm cắp nữa. Thì chúng ta giờ mang cái thẻ gì đi nữa, tập khí của mình cũng còn. Sân là vẫn sân, tham là vẫn tham, và si là vẫn si. À, thanh văn là phải tu tập đoạn trừ tham sân si. Nhưng mà Bồ Tát là giữ tham sân si mà tu. Tham tất cả chúng sanh đều phải là giác ngộ, tu tập trong chánh pháp là tham. Bồ Tát phải giữ cái lòng tham đó đó. Tham muốn chúng sanh nào cũng giác ngộ hết. Sân là sao? Thấy chúng sanh ngu si quá mà phải rầy la chửi mắng, thậm chí là đánh đập để cho chúng sanh giác ngộ. Cái sân của Bồ Tát là như vậy. Cho nên ông Cố đó, tức ông Cố Mẫu Trầu Bồng Lai dạy sao? Thương mà cứu rỗi cho người thì hãy thương, ghét mà cứu rỗi được người thì nên ghét. Cho mình thấy giống như ghét vậy, như đánh đập, như chửi mắng vậy, mà người ta giải thoát và giác ngộ, thì đó là việc làm của Bồ Tát, không thể luận bàn. Bồ Tát tham cho tất cả chúng sanh đều được cứu độ. Sân là vì chúng sanh mang cái tập khí mà không chịu buông bỏ. Và si là sao? Xem tất cả chúng sanh là con của mình. Người ta nói nợ là nhà, vợ là an gia, con là nghiệp báo, mà đem hết chúng sanh làm con thì chẳng mang nghiệp báo vào thân mình à. Nhưng Bồ Tát chấp nhận cái điều đó, vì tâm lượng Bồ Tát là vô lượng vô biên. Cho nên lời của Phật dạy chúng ta đôi khi thuốc đắng mà giã tật. Lời thật là mất lòng, nhưng chúng ta quan sát thì chúng ta mới có thể tu tập. Cái vết thương này nè, mà sư rắc muối lên, ui cha ơi sao mà sư ác vậy sư. Nhưng mà đau như vậy thì mới, cái vết thương rồi nó sẽ khô. Rắc thuốc lên rồi nó đau đớn, nhưng mà nó sẽ khô. Giống như bôi ancol lên vậy. Nhưng mà không có bôi ancol sao sắp trùng. Cho nên phải để cho bác sĩ lấy cái bông gòn nhúng ancol chà vậy nè. Rồi mình la lên, ôi bác sĩ ơi, bác sĩ ác quá, bác sĩ ác quá, ác quá. Nhưng mà bác sĩ không rửa như vậy, cái vết thương sẽ mưng mủ, sẽ tới lên, sẽ sưng và đôi khi hoại tử, giống như vừa rồi trên Đắk Lắk. Chỉ vì những cái sự là kém cỏi về chuyên môn mà đã cắt chân một nữ sinh 16 tuổi. Hoại tử và cưa chân trong khi vết thương chưa đến nỗi như vậy. À, nhiễm trùng là phải cắt. Cho nên khi chưa nhiễm trùng sâu thì chúng ta phải rửa cái vết thương ở trên cạn. Mà rửa thì phải đau, nói thẳng thì phải mất lòng. Nhưng sau này chúng ta sẽ cảm ơn những lời nói, nghe chừng, thấm thía, tâm can, đau đớn từng khúc ruột. Nhưng đó là những phương thuốc hay cho chúng ta giác ngộ trong đời sống.